chung thủy, làm kinh tế giỏi, tổ chức tốt cuộc sống gia đình. Nhiều chị em nữ giáo viên là những người công, dung, ngôn hạnh. Thực sự là những người vợ đảm đang, người vợ hiền dâu thảo, người công dân tốt, tác động tích cực trong cộng đồng ở địa phương. Nhiều chị em thực sự là trung tâm, là nguồn hạnh phúc, là ngọn lửa sưởi ấm gia đình. Các chị đã làm tròn chức năng của người phụ nữ trong cuộc sống gia đình và có vị trí xã hội xứng đáng. Trong khi đời sống còn nhiều khó khăn, vất vả, giá cả leo thang, song các chị em vẫn luôn đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ nhau mỗi khi gặp những khó khăn, quan tâm, động viên chia sẻ khi có niềm vui, nỗi buồn. Tất cả những việc các chị em đã làm đều xuất phát từ lòng nhân ái bao la, đức hy sinh cao cả, và đó chính là cội nguồn của hạnh phúc. Thưa toàn thể chị em, khó có thể nói hết được vị trí, tầm quan trọng của người phụ nữ nói chung, cũng như người nữ giáo viên nói riêng trong cuộc sống gia đình, cũng như xã hội. Chính vì lẽ đó, toàn thể chị em chúng ta hãy cố gắng vươn lên, làm tốt trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội, xứng đáng là những kỹ sư tâm hồn, những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, xứng đáng với truyền thống của phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang mà Bác Hồ và nhân dân trao tặng. Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể chị em thân mến, một lần nữa, nhân dịp kỷ niệm 103 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và gặp mặt dâu rể lần thứ nhất, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Thịnh Lâm A luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho chị em luôn trẻ trung, xinh đẹp, luôn là những mùa xuân ấm mát, là ngọn lửa vĩnh hằng cho cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Cho các đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc. Trong năm vừa qua, mọi phong trào của nhà trường được các đoàn viên công đoàn, đặc biệt là các nữ đoàn viên hưởng ứng rất nhiệt tình. Từ phong trào thi đua dạy tốt đến các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và đã đạt được những kết quả đáng khen ngợi. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu các cô giáo có tên sau đây. Cô giáo Nguyễn Thị Hà Linh, giải nhì, giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Cô giáo Đỗ Phương Lê, giải nhì, giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Cô giáo Lê Thị Loan, giải khuyến khích, giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Xin kính mời ban cô giáo, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo lên tặng phần thưởng cho các cô giáo có thành tích xuất sắc. Giáo dục cấp huyện Đông Anh, Nguyễn Thị Oanh và Đỗ Phương Lê đạt giải ba cầu lông liên đoàn Đông Anh. Giải vừa diễn ra ngày hôm qua. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Ngô Thị Bốn. Mà có lẽ là các quý vị đại biểu, nhất là các anh chị em đến đây đang háo hức đợi chờ, đó chính là phần giới thiệu các gia đình trong trường tiểu học Thịnh Lâm A. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý, gia đình là tế bào của xã hội. Mỗi gia đình hạnh phúc là yếu tố góp phần cho xã hội giàu mạnh, văn minh. Trong nhà trường cũng vậy, gia đình mỗi đồng chí trong trường hạnh phúc, đó cũng là hạnh phúc chung của đại gia đình trường tiểu học Thủy Lâm A chúng ta. Sau đây, mời quý vị cùng hướng lên sân khấu để làm quen với từng gia đình nhỏ trong gia đình lớn Thủy Lâm A của chúng tôi. Gia đình đầu tiên xin trân trọng giới thiệu. Anh sinh năm 1965,
là người đàn ông cực kỳ hiền hậu và dễ tính. Chị là người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, nữ tính, nhưng đôi khi cũng cứng rắn, mạnh mẽ, đầy quyết đoán. Đó chính là cặp vợ chồng cô Hoàng Thị Yến và anh Nguyễn Nghiêm Hiệp, vị thủ lĩnh của trường tiểu học Thị Lễ Ba chúng ta. Anh chị đã có hai con trai gái đều chăm ngoan học giỏi, hãy cùng chiêm ngưỡng hạnh phúc gia đình của họ. Xin chúc mừng anh chị. Gia đình tiếp theo ạ. Thưa quý vị, tình yêu nảy sinh trên khắp mọi nẻo đường. Chàng kỹ sư trẻ trong khi say sưa ngắm nghía những cung đường, bỗng say nắng bởi vẻ đẹp của cô sinh viên trẻ đẹp trường sư phạm quê gốc Cổ Loa. Đó là tình sử của cặp vợ chồng trẻ Nguyễn Ngọc Sơn và cô giáo Đặng Thị Phương. Cô giáo tổng phụ trách đầy nhiệt tình và trách nhiệm. Anh đến từ làng nghề Đình Tràng Vân Hà, là nghệ nhân có đôi bàn tay vàng. Đó chính là một nửa yêu thương của cô thủ quỹ Công Thị Tinh. Xin giới thiệu gia đình chị Công Thị Tinh và anh Nguyễn Văn Công. Có lẽ anh chị quá bận bịu hoặc là đang ti hiếu ở đâu đấy vì xấu hổ. Chúng ta hãy cảm thông cho anh chị. Tiếp theo ạ, xin giới thiệu hai cặp đôi trẻ trung nhất trường đang độ tuổi 30, độ tuổi ngập tràn sức sống như mùa xuân đang về. Xin giới thiệu gia đình cô nhân viên xinh đẹp Nguyễn Thị Thanh Hằng và anh Lê Văn Cường. Xin giới thiệu gia đình cô nhân viên chăm chỉ siêng năng Nguyễn Thị Thu Hiền và anh Ngô Chí Phong. Kính thưa quý vị, kính thưa các anh chị em, đó chính là những cặp đôi trong tổ hành chính của chúng tôi. Xin quý vị một tràng pháo tay chúc mừng những gia đình hạnh phúc. Vâng, vâng, xin cảm ơn các anh các chị. Với mong muốn các anh luôn khỏe mạnh, cường tráng như hàng A Tráng, chàng trai hôm ông khỏe mạnh để có sức khỏe giữ bình yên cho ngôi trường thân yêu này. Xin giới thiệu ba gia đình của các anh trong tổ an ninh, An Lê Quốc Đoàn và chị Ngô Thị Thu. Anh Ngô Văn Kỳ và chị Nguyễn Thị Quý. Mời anh Ngô Văn Kỳ ạ. Chúng tôi được làm quen với các anh các chị, những chàng dâu, anh nàng dâu và chàng rể của trường. Xin giới thiệu gia đình anh chị Ngô Thị Tám và anh Lê Văn Hà. Họ là những con người lao động cần mẫn, giữ gìn sự bình yên và hàng ngày làm đẹp cho ngôi trường yêu dấu của chúng ta. Xin kính mời anh chị. Anh chị cứ bình tĩnh ạ, hôm nay chúng ta sẽ đi đôi với nhau cho thật tình cảm ạ. Kính thưa quý vị, chị Thu là một cô giáo. Nhìn chị, chúng ta có đoán được tuổi của chị không ạ? Chị đã ngoài 40 rồi đấy ạ, nhưng trẻ, chị vẫn trẻ đẹp như một cô gái tuổi 18. Xin chúc mừng hạnh phúc của gia đình A Đoàn. Xin chúc mừng hạnh phúc của các anh các chị. Xin cảm ơn các anh các chị. Anh năm nay 45 tuổi, là một thầy giáo rất đa tài, rất giỏi nghề và có nhiều tài lẻ. Chính vì vậy mà đã làm siêu lòng cô giáo của chúng tôi. Anh chính là phu quân của cô giáo Trần Thị Tám. Anh là Lê Trường Sơn. Xin giới thiệu gia đình anh Lê Trường Sơn và chị Trần Thị Tám. Thật là tình cảm ạ. Đấy, phải như thế. Anh năm nay 37 tuổi, là người đàn ông cực kỳ X-Man. Các bạn đã được làm quen rồi đấy ạ. Chị cũng là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Xin giới thiệu gia đình cô giáo Phạm Thị Thanh Hiệp và Phạm Hữu Phước, cặp vợ chồng đẹp đôi nhất trường của trường tiểu học Thị Lễ Ba. Các bạn có đồng ý với tôi là đây là cặp vợ chồng đẹp đôi nhất trường không ạ? Hãy tặng họ một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng, cảm ơn. Anh là người đàn ông rất khiêm nhường.
giản dị. Năm nay anh 49 tuổi. Đó là anh Lê Quang Giao, phu quân của cô giáo Lê Thị Dung. Xin mời anh chị. Xin mời anh chị ạ. Hôm nay chị Dung có nói nhỏ là anh Giao vì quá bận công việc không thể sắp xếp được, cho nên là xin khất lỗi với chị em. Anh chị đã có hai con, một trai một gái học rất giỏi. Các cháu đã và đang học đại học. Xin chúc mừng hạnh chức phúc của anh chị. Một cặp đôi tiếp theo, một cặp đôi em út của tổ 1. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo anh cũng qua. Người đàn ông phải vượt núi trèo đèo, vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ để lấy được người mình yêu về làm vợ. Đó chính là anh Ngô Trọng Tuấn. Người phụ nữ hạnh phúc ấy chính là cô giáo Ngô Thị Tuyết Dung của chúng tôi. Xin giới thiệu gia đình anh Ngô Trọng Tuấn và cô giáo Ngô Thị Tuyết Dung. Anh là kỹ sư điện tử, còn cô là kỹ sư tâm hồn. Họ thật đẹp đôi phải không ạ? Gia đình bốn người của họ thật là hạnh phúc. Đó chính là đại gia đình của tổ 1 đây các anh các chị ạ. Hãy tặng họ một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng, cảm ơn các anh các chị. Cũng được giới thiệu về gia đình đầu tiên. Đó là một cô giáo có vóc dáng nhỏ nhắn, ít nói, chỉ tủm tỉm cười duyên. Có lẽ chính nét nữ tính này của cô đã làm siêu lòng chàng trai Nguyễn Trọng Hậu. Xin giới thiệu gia đình anh Nguyễn Trọng Hậu và cô giáo Lê Thị Xuyên. Hiện nay anh chị đã có hai cậu con trai rất khấu khỉnh và ngoan ngoãn. Xin chúc mừng anh chị. Kính thưa quý vị và các bạn, chàng trai vùi đầu vào sách vở, cô giáo trẻ lặng lẽ đợi chờ đầy tin tưởng. Tình yêu mặn nồng của họ diễn ra trong âm thầm. Sau những tháng ngày chờ đợi, hạnh phúc của họ đã đến như mùa xuân về mang nắng ấm yêu thương. Giờ đây họ đã có một bé gái xinh xắn như một nàng công chúa nhỏ. Xin giới thiệu gia đình anh chị Trịnh Quốc Công và cô giáo trẻ Ngô Thị Bích Hường. Hiền lành, ít nói, chỉ rủm rỉm cười, nhưng trong lòng lại ấm áp tình yêu thương vợ con. Người đàn ông ngọt ngào đó chính là phu quân của cô giáo Dương Thị Ngọc Lan. Xin giới thiệu gia đình anh chị Nguyễn Văn Dương và cô giáo Dương Thị Ngọc Lan. Hiện nay anh chị đã có hai con trai gái khấu khỉnh và ngoan ngoãn. Xin chúc mừng hạnh phúc của anh chị. Gia đình tiếp theo ạ. Anh năm nay 42 tuổi, là người thành đạt trong sự nghiệp. Chị là cô giáo trẻ, có nét đẹp dịu dàng đầy nữ tính với mái tóc dài thướt tha. Tình yêu của họ được nhen nhóm từ thuở còn là những cô cậu học sinh phổ thông, ngây thơ trong sáng. Hai đứa con trai gái của chị chăm ngoan học giỏi. Đó chính là hạnh phúc của gia đình cô giáo Nguyễn Thị Hà Linh và anh Lê Quang Hoa. Mới ra trường đã gặp ngay người tình trong mộng. Họ đã kết hôn và đang có bầu đứa con yêu dấu đầu lòng. Xin giới thiệu cặp vợ chồng trẻ nhất trường, cô giáo Nguyễn Thị Hương và anh Nguyễn Chí Tiến. Trong khi làm chương trình, chúng tôi đã nhận được thông tin là vì đang bầu cho nên chị có vấn đề. Xin phép gia đình lớn của chúng ta là xin được vắng mặt. Hãy cổ vũ họ bằng một tràng pháo tay đi ạ. Chúng ta đang sống với không khí của phụ nữ, ngày phụ nữ, quốc tế phụ nữ, chúng tôi đang bùng lên đấy ạ. Kính thưa anh Hoa, anh có suy nghĩ gì về cái biểu của chúng tôi ạ? Một câu thành ngữ của cha ông ta, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Xin anh cho ý kiến. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể dâu rể, cán bộ công nhân viên chức của trường tiểu học Thị Nơ Ma. Lời đầu tiên xin gửi tới tất cả các
Quý vị, các thầy cô giáo, các gia đình, lời chào nồng nhiệt nhất, chân thành chúc mọi gia đình chúng ta mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Để trả lời cái câu hỏi của cô Hạnh thì cũng xin tâm sự với các quý vị như thế này. Chúng ta biết là từ tự nhiên, xã hội đến những câu ca dao tục ngữ cũng đã nói lên cái vai trò rất là to lớn của người phụ nữ, không hẳn chỉ là một nửa thế giới của người, những người đàn ông, không hẳn chỉ là xây dựng cho mái ấm của gia đình mà còn giúp sức xây dựng cho đất nước, cho quê hương ngày càng tươi đẹp và giàu mạnh. Đó là chúng ta xòe bàn tay ra thì ngón to nhất được gọi là ngón cái. Những cái dòng sông nhỏ chảy vào dòng sông lớn thì được gọi là dòng sông cái. Trong một dàn trống hội hoành tráng thì cái trống to nhất được gọi là trống cái. Trong một những cái cột cờ lớn nhất thì gọi là cột cờ cái. Đúng. Trong cái gia đình, những bữa cơm mà thân mật nhất thì cái đũa to nhất là đũa cái. Trong ngôi nhà, cái cột to nhất cũng gọi là cột cái. Và trong người phụ nữ còn chứa đựng rất nhiều người con nữa. Nói về mặt cái tập hợp về toán thì chứa được. Do vậy là người phụ nữ rất lớn, rất vĩ đại. Và người phụ nữ Việt Nam có cái đặc biệt mà vinh dự hạnh nhất trên toàn thế giới, đó được vinh danh một cái danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước, đó là danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn các anh, các chị. Mời các anh chị về chỗ. Xã hội đã công nhận rằng phụ nữ của chúng tôi ngang hàng với các anh ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy giá trị đích thực của một người phụ nữ là gì? Sách Tamun Do Thái kết thúc bằng lời nói rằng: hãy coi chừng, đừng bao giờ làm cho một phụ nữ phải rơi lệ, bởi vì Thiên Chúa đã đếm các giọt lệ của nàng. Bởi vì người phụ nữ sinh ra từ chiếc xương sườn của người nam, chứ không phải đi ra từ bàn chân chàng để làm tấm thảm chùi chân chàng, cũng không phải từ cái đầu chàng để mà cao hơn chàng, nhưng từ cạnh sườn chàng để làm người đồng hành cùng chàng, ngay dưới cánh tay chàng để được che chở, và bên cạnh trái tim chàng để được yêu thương. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu tiếp những gia đình gồm các gia đình của cô giáo sinh hoạt ở tổ 3. Anh chị là cặp đôi cùng sinh năm 1965, thật là đẹp đôi. Tuy cùng tuổi nhưng chị luôn tự tin khi đi bên anh. Đó là cặp vợ chồng anh chị Ngô Thiên Lạc và cô giáo Lê Thị Vân của chúng tôi.